Có cái cười trôi đó, kiểu lúc nào đâu. Cởi xe đi luôn hả? Còn ngõ đó là đi đường nào? Vậy là cứ đi đường đó là được. Tụi con tránh danh á. Dạ? Chưa quen quá. Dạ. Trời, ai biết giỏi. Rồi, chào mọi người nha, chú ý nè. Đấy, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành nha. Thì đấy, thì hiện tại thì mấy anh em nè đang tới cái địa điểm là D200 nha. Mùa này là mùa tháng 8 thì trầm nó đang chín rất là nhiều. Thì hôm nay thì trời nó cũng mưa rồi á, cho nên là nay trầm nó chín. Nếu như mà không hái á thì nó sẽ rồng mắt. Đó, thì bây giờ nè, ba anh em. Đấy. Ba anh em bây giờ thì tới địa điểm rồi. Hiện tại thì đang tới chỗ cái con suối đây. Đấy, suối này thì hôm giờ nó mưa cho nên là nước nó khá là nhiều. Đó. Thì ở trong suối này á thì có cua đá nhiều lắm. Thì chắc bữa nào thì Hí cũng sẽ quay clip bắt cua đá. Rồi nấu nhiều món về cua đá nữa. Rồi, let's go, đi cùng anh em nha. Ai biết ra lại? Nó đã đẹp cái khổ của chị ăn. Ai biết bữa nay cầm dừa, cầm chuối kéo. Bữa cầm chuối rồi. Rồi, đây nha mọi người, cái địa điểm mà mấy anh em này chuẩn bị đi 200 nè. Đấy, thì hiện tại thì ở trong này á, người ta trồng rẫy khá là nhiều, người ta có nuôi bò nữa. Đấy, trồng cam nè, đấy, mấy cây cam nè, rồi đấy, cây bưởi ở phía trong đó nữa. Đó, nhiều lắm, bưởi, ổi. Đấy, thì bây giờ là mấy anh em phải đi qua những cái rẫy này, xong rồi mới tới mấy cái cây trăm được. Cây trăm lâu năm lận. Đấy, chứ còn ở phía ngoài này thì không có trăm nha. Rồi, rồi đây nha mọi người, hiện tại thì mấy anh em này tới cái trăm rồi nè. Đấy, trái nè. Đó, nó khá là xài đó nha. Nhiều lắm. Rồi, tích cái trên đấy nữa. Wow, giờ trời nó nắng nữa chứ. Đấy, rồi bây giờ là mấy anh em này. Đấy, nhí. Đó, giờ ông leo tích coi rồi. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị hái xuống nè. Rồi, thì bây giờ là anh em leo tới cái cây trăm rồi nha mọi người. Nè, trăm nè. Đây. Đấy, nó chín nè, trời mưa nó chín. Khá là nhiều. Đấy. Đây nha. Mình hái mấy cái trái chín thôi. Còn mấy trái xanh nè. Thế là mình để dành lại. Đấy. Đây nha, rồi trăm nè. Thì cái món này á, ở quê thì ăn, mình ăn với muối nè, muối tôm cũng được. Đây, đây.
Ờ, ở trong này người ta có nuôi chó nữa, đây, trăm đây nha mọi người, đó, chất lượng chưa? Đấy, chưa. Bây giờ trái hườm hườm nhiều lắm, cho nên là mấy anh em thì hiện tại thì sẽ hái trái chính thôi. Còn mấy trái hườm mình để lại á, coi chỉ đạp ghế nhánh nó nhí. Trồng nó hết mất. Rồi, tê tu rồi mọi người, đấy, bây giờ là, nè, hái được mấy nhánh trăm này nó cũng khô dữ lắm. Đây nha mọi người, đào, đây. Đây nha, mời mọi người nha. Đó. Rớt nước miếng. Chì bớt đi. Thấy chưa? Ngon thế nhỉ? Thấy chưa? Anh mạnh vô chứ sao hái vậy? Đi nó rồi chặt hết hết vậy. Trời ơi, dính đầy răng hết. Chỗ rồi, còn ở đây nè. Gì? Bị đau. Anh lấy dần chiến lợi phẩm đâu. Thôi chào mọi người nha. Đây hiện tại thì sáng giờ này mấy anh em đi hái được chiến lợi phẩm này. Đó. Đấy nó chín nha. Cái đó thì hái một chùm thôi. Nhưng mà trong này nè. Đây. Đó, mời anh em nha. Thì bây giờ cũng trưa rồi cho nên là hí với thằng Nhóc Thu này và Nhí nữa. Đấy, ba anh em sẽ ngồi dưới suối này và ăn. Ăn sau đó rồi sẽ đi về. Rồi. Đồ khó gì vậy? Rồi chào mọi người nha, thì hiện tại này mấy anh em này thì đã xách một mâm trái cây rồi á để ngồi nghỉ trưa. Thì cũng biết là mấy đứa nó đi 200 á thì nó sẽ không có trái cây ăn đâu, không có trăm nhiều á, cho nên là Hí đem theo nè, đây ném cái mâm thôi. Đây Hí đem theo nè cái dưa hấu với bưởi với xoài nữa, đấy để cho mấy đứa ăn lót dạ. Rồi đây nha, mời mọi người miếng dưa hấu nè, đó ăn cho mát ruột mát gan. Nhức nách á.
Thì hiện tại thì mấy anh em này thì cũng chiến xong mấy cái trái cây rồi á, và cũng trưa rồi cho nên là chắc là ba đứa này, ba anh em sẽ đi về, chứ không là ở nhà thì có gia đình đợi ở nhà nữa. Đó rồi, nguyên liệu chính của ngày hôm nay là chính là gạo nha, gạo lúa dẻo. Rồi, bột về rồi nhé mọi người. Đây. Rồi đây nha mọi người, đây bánh bèo nhà Thúy nè. Nãy giờ mấy anh em làm ha, thì Thúy làm á thì Thúy sẽ bỏ thêm hẹ vào nữa để cho nó thơm, là tại Thúy thích ăn vậy đó. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Mà lem nha, nhức nách á. Rồi đây nha mọi người, về bánh bèo mới ra lò nè. Rồi bây giờ thì Thúy sẽ đây để ra cái mâm nha. Đổ ra luôn không? Trời, chén bánh bèo siêu to khổng lồ. Người ta bán á, thì người ta làm có đâu có một phần tư cái chén này chứ nhiều à. Đấy. Mà cái này là nhà làm cho nên là mình làm cho nó to anh nhớ, đã cái miệng vậy đó. Heo, tới hành. Rồi đây nha mọi người, đây là cái thành quả là buổi chiều ngày hôm nay của Hí nè. Đấy, chén bánh bèo siêu to khổng lồ nha. Rồi mời mọi người thưởng thức cùng bánh em nha. Đấy, topping, full topping luôn. Rồi. Hiện tại thì tình hình dự báo thời tiết nó thông báo thì là đang có bão số 5 và bị ảnh hưởng nha mọi người. Rồi thì ở Bình Định nè, hiện tại thì càng ngày hôm nay trời mưa khá là to, cho nên là mấy anh em mới quyết định là sẽ nấu bánh bèo ăn để nhớ về tuổi thơ đó. Bánh bèo Bình Định nha. Rồi, chào mọi người nha. Thì bây giờ nè, ngoài trời nó mưa rất là to, và hôm nay thì Hí có làm một mâm nha, một mâm bánh bèo siêu to khổng lồ. Đấy, đây một mâm bánh bèo siêu to khổng lồ nha mọi người. Đó, wow. Rồi đây nha, đây là chén bánh bèo mà Hí làm này, cho nên là Hí sẽ để full topping ở trong đó luôn. Còn nếu như mà bán ở ngoài chợ thì người ta chắc là sẽ bỏ ít hơn, và với lại là người ta sẽ làm một cái mà chén nó nhỏ hơn nha. Còn đây thì mình làm cho nên mình làm siêu to khổng lồ luôn, ăn cho nó đã. Rồi Hí mời mọi người nha. Rồi đó, dùm gần luôn, tét nách chưa. Rồi mời mọi người nha, bây giờ thì hai anh em ăn nè. Đó thì nước chấm là sẽ có xì dầu và nước mắm nha. Đấy, cho nên là ai muốn ăn cái gì thì mình chế cái đó. Thu thì nó đang chọn xì dầu đó, thì có một ít rêu thơm nè. Đấy, nó thích bỏ vô thì bỏ. Chồng mày chế gì dữ vậy? Giải thu mà đau chén khác đi, mà chế gì dữ vậy? Kệ từ từ lên. Ăn chút nữa chiên quá chứ thứ đó. Còn mấy mình chiên quá chén người ăn nữa. Không sao đâu.
tem. Bây giờ này. Ấy, ăn sáng rồi. Đấy. Rồi à, mọi người nha. Sao xúc xắc không? Ngon. Ngon quá mọi người ơi. Rồi, tưới nước miếng á. Rồi. Rồi, đây, mời mọi người nha. Trời đang mưa lạnh lạnh, với lại là có chén bánh bèo nấm nữa. Đấy, chỉ có mình nhấc nắp thôi nha. Nãy giờ thì hai anh em ăn thì mỗi người ăn chỉ được có hai chén thôi mọi người. Tại cái chén bánh bèo này nó to lắm. Đó, cái này là làm bằng chén lận. Đó, nó siêu to và full topping luôn. Nên là hai anh em ăn thì hồi nãy là cự trưa, lúc trưa thì ăn cũng no rồi. Bây giờ thì mới có 3-4 giờ chiều à. Cho nên là ăn nổi hứng lên thì ăn thôi, cho nên là nó cũng no gan nữa. Đó, cho nên là mọi người thấy bánh bèo này ngon thì mọi người thử làm một lần thử đi. Đó, tuyệt vời luôn. Rồi, mọi người thấy clip này hay á và ý nghĩa thì cho Hí với Ngọc Thu nè xin một like cũng như là comment đăng ký kênh để ủng hộ cho hai anh em có động lực làm những clip về ẩm thực tiếp theo nha. Rồi, bye bye mọi người. Đấy, thật ra thì hai anh em quay là một mâm bánh bèo siêu to khổng lồ vậy thôi chứ hai anh em ăn cũng có nỗi. Và cái phần này á thì Hí sẽ đem qua nhà của Thu nè để cho bố mẹ Thu ăn và coi thử chấm điểm nó như thế nào nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, đấy, giờ thêm năm ăn đi rồi chấm cho con thử được mấy điểm này. Rồi có đủ điểm để mà gửi giao chưa? Ngon rồi, thêm 5 chấm cho con được nhiều điểm. Quen luôn ạ. Nhất hạn. Trời, nhất nắp lắm. Rồi, cho con nhiều điểm cho thêm 5. Hạng điểm 10. Mười điểm. Wow. Trời, ngon quen. Đó, rồi. Đây nha mọi người. Đấy, mọi người thử làm một mâm bánh bèo mà siêu to khổng lồ này ăn thử đi. Rồi có nhất nắp hay không nha. Còn nhiều ngon ạ. Dạ. Rồi con cảm ơn nha.